Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Berlin biểu tình cho quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam trước trụ sở của Facebook. Vào ngày 21 tháng 9 tại thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, trước trung tâm thương mại Sony Center, nơi đặt văn phòng của Facebook, đã diễn ra một cuộc biểu tình để phản đối việc Facebook xóa những bài viết hoặc đóng những tài khoản của một số người Việt Nam ở trong và ngoài nước đã sử dụng mạng xã hội này để truyền tải thông tin. Đặc biệt, đó là về những đề tài liên quan đến tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Nhà báo Lê Trung Khoa, điều hành trang thời báo.de sống tại Berlin, nước Đức, người tổ chức của biểu tình này cùng với tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết, từ đâu có ý tưởng như vậy? Ông nói, trang thời báo.de hàng ngày sản xuất rất nhiều tin tức về tình hình Việt Nam, tình hình trên thế giới. Chúng tôi truyền tải những thông tin đó trên YouTube, trên Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Đặc biệt trên Facebook, sức lan tỏa của nó rất lớn. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng mọi biện pháp kỹ thuật và những sức ép để bắt buộc Facebook phải khóa những bài viết của chúng tôi tại Việt Nam. Đây là hình ảnh nhà báo Lê Trung Khoa đang tác nghiệp tại hiện trường cuộc biểu tình. Điều này đem lại những thiệt hại to lớn cho người xem. Họ sẽ không được biết, không truy cập được vào những thông tin sự thật. Và đối với chúng tôi thì đó, thông tin cũng kém bị lan tỏa hơn. Chính vì vậy, chúng tôi đã cùng với tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kết hợp để tổ chức một cuộc biểu tình tại Berlin ngay trước trụ sở của Facebook để đưa tiếng nói của những người viết và đặc biệt là đưa đến cho công luận Đức và quốc tế biết về việc nhà cầm quyền Việt Nam đang thúc ép buộc Facebook phải làm những việc không hợp pháp với phía Đức để khóa những bài viết của chúng tôi ở phía Việt Nam. Để cuộc biểu tình gây được tiếng vang quốc tế, nhà báo Lê Trung Khoa đã mời tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cùng hợp tác. Ông Christian Bier, giám đốc điều hành tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tại Đức cho biết lý do ông nhận lời mời tham gia cuộc biểu tình này. Ông nói, hôm nay chúng tôi đứng ở đây ngay trước trụ sở của Facebook tại Berlin vì Facebook đã hứa rằng họ ủng hộ cho tự do báo chí trên toàn thế giới. Nhưng đối với Việt Nam thì điều này đã không được đảm bảo. Chính phủ Cộng sản độc tài tại Việt Nam đã lạm dụng Facebook để khóa những bài viết mang tính chỉ trích. Hành động đó là không thể chấp nhận được. Hoạt động báo chí độc lập trên Facebook hoặc YouTube cần phải được đảm bảo. Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây cũng là để nhắc nhở Facebook điều họ cần phải làm. Họ không được che giấu điều đó. Họ cũng không phải chỉ coi trọng mỗi pháp luật của nhà nước Việt Nam và cũng không vin vào cái cớ chỉ là một công ty tư nhân. Đây là hình ảnh nhà báo Lê Trung Khoa phỏng vấn ông Christian Mier, giám đốc điều hành tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tại Cộng hòa Liên bang Đức ở cuộc biểu tình. Facebook là một công ty hoạt động trên toàn cầu, nên họ cần tôn trọng nhân quyền. Tự do báo chí, tự do biểu đạt cũng là một trong những quyền căn bản của con người trên toàn thế giới, nên Facebook cần phải đảm bảo điều đó. Chính vì vậy, chúng tôi có mặt ở đây để phản đối Facebook có những điều mà họ đã vi phạm và nhắc nhở họ cần phải lưu ý điều này. Ông Chris Mier đã nói như thế. Và chỉ số tự do báo chí vào năm 2020 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã xếp hạng Việt Nam vào thứ 175 trên tổng số 180 quốc gia trên toàn thế giới. Như vậy là gần như hạng best của thế giới. Vào năm 2021, Tổ chức Freedom House cũng đã xếp hạng tự do báo chí của Việt Nam ở thang điểm 0/4. Freedom House cũng tố cáo việc luật an ninh mạng của Việt Nam vào năm 2019 bao gồm một số điều khoản hạn chế quyền truy cập vào thông tin chưa được kiểm duyệt của nhà nước Việt Nam. Cũng theo Freedom House, chính phủ Việt Nam cũng yêu cầu các công ty như Facebook, Google lưu dữ liệu thông tin về người sử dụng, đồng thời cho phép Việt Nam chặn quyền truy cập vào những nội dung có thể được coi là nguy hiểm đối với an ninh quốc gia. Dưới áp lực của Hà Nội, Facebook đã đồng ý tăng cường xóa những nội dung bị cho là bất hợp pháp tại Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Nam cũng đe dọa sẽ chặn mạng xã hội này nếu họ không hạn chế thêm nội dung được cho là nguy hiểm với chế độ. Trang thời báo.de của nhà báo Lê Trung Khoa cũng hỗ trợ việc đưa những thông tin của những người viết bị Facebook xóa hay đóng tài khoản đến trụ sở công ty này. Ông cho biết ông có danh sách hàng trăm người sử dụng Facebook mà đa số đó là những Facebook có hàng chục ngàn người theo dõi. Ông nói, vô vàn số lượng Facebook mà bị khóa thì có hàng ngàn, rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài và ngay cả tại Việt Nam cũng bị rất nhiều.
đó là luôn bị khóa, đóng và bị báo cáo dưới hình thức ổ ạt. Đây là hình ảnh doanh nhân Lê Hoài Anh, người thường xuyên làm thiện nguyện trong đại dịch Covid. Bản thân bà cũng bị nhiễm Covid, tuy nhiên Facebook cá nhân của bà cũng bị vô số lần khóa và hạn chế đăng bài, cũng như nhiều chức năng khác. Thật ra, phía sau lưng có thể là đội ngũ dư luận viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đang tìm mọi cách đánh lừa trí thông minh nhân tạo của Facebook để khóa và xóa những bài viết của người sử dụng Facebook. Chính vì vậy mà chúng tôi phải đấu tranh cho việc này. Cuộc biểu tình đã kéo dài từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa, thu hút được nhiều cơ quan truyền thông lớn như DPA, Reuters và các hãng thông tấn khác. Tham gia cuộc biểu tình cũng có luật sư Nguyễn Văn Đài, hiện đang định cư tại Đức. Ông cũng cho biết ông cũng là nạn nhân của việc chặn bài viết cũng như những YouTube của ông. Ông nói như sau: "Tôi biết chắc chắn 100% là những nhà hoạt động xã hội dân sự hay những người sử dụng mạng xã hội Facebook để bày tỏ những quan điểm khác biệt thôi, chứ chưa nói là đối lập, thì cũng đã bị đóng Facebook rồi. Tôi theo dõi tất cả những người hoạt động ở Việt Nam thì 100% không phải là 99% nữa mà là 100%. Bản thân tôi thì trong vòng 8 tháng của năm 2021, tôi bị đóng 4 lần trên mỗi tháng, như vậy là mất 4 tháng rồi. Những video của tôi chủ yếu về nhân quyền Việt Nam cũng như nâng cao nhận thức cho người dân Việt Nam về tự do, dân chủ. Nhưng mà gần như tháng nào tôi cũng bị chặn từ 15 đến 20 đến 30 hoặc video và các bài viết khác nhau. Chúng tôi khích lệ kêu gọi công ty Facebook, Google nên không chịu áp lực của chính quyền Việt Nam, mà họ cần phải giải thích cho phía Việt Nam biết rằng tất cả những gì họ làm là tuân thủ luật pháp quốc tế. Những bằng chứng cụ thể về việc Facebook dưới sự ép của nhà cầm quyền Việt Nam ngăn chặn quyền tự do biểu đạt của những người cả trong và ngoài Việt Nam là những tin nhắn của Facebook gửi đến người sử dụng, được nhà báo Lê Trung Khoa và tổ chức Phóng viên Không Biên Giới in ra phóng to và dán chung quanh địa điểm biểu tình để mọi người có thể nhìn thấy. Nhà báo Lê Trung Khoa nói rằng hàng trăm bằng chứng khác nhau được chúng tôi phóng to lên, gắn trên những cái cột rất là lớn ngay tại trung tâm Sony Center trước trụ sở của Facebook để họ nhìn thấy dễ dàng, bằng cả tiếng Đức, bằng những dòng chữ tiếng Anh và cả tiếng Việt do Facebook gửi cho chúng tôi, gửi cho luật sư Nguyễn Văn Đài, gửi cho blogger Người Buôn Gió và những người khác nữa. Họ yêu cầu Facebook phải đóng những status này của chúng tôi tại Việt Nam. Thì đấy là những bằng chứng rất là rõ ràng. Đây là hình ảnh tại cuộc biểu tình, một vở kịch đã được diễn ra với ba nhân vật chính là Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam với trang phục Đại tướng Công an, một nhân vật đại diện cho Facebook và một nhân vật nữa đại diện cho YouTube. Cuộc biểu tình được bắt đầu với phần phát biểu của đại diện phóng viên Không Biên Giới tại Đức, ông Christian Meyer. Ngoài ra còn có sự tham gia của những người từng bị Facebook xóa bài tại Việt Nam cũng như một số chính trị gia Đức khác. Đặc biệt, một vở kịch được diễn ra lại với ba nhân vật chính là Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam với trang phục Đại tướng Công an, một nhân vật đại diện cho Facebook và một nhân vật nữa đại diện cho YouTube. Màn kịch diễn ra tại cuộc trao đổi thú vị giữa bên bị đàn áp tự do ngôn luận và người bị đàn áp. Nhà báo Lê Trung Khoa cho biết thêm như sau: "Chúng tôi tổ chức cuộc biểu tình dưới hình thức rất mới là chúng tôi đóng một vở kịch là Bộ Công an Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp đặt Facebook và YouTube như thế nào để khóa và xóa những bài viết của chúng tôi. Và thế giới qua đây cũng biết được bộ mặt thật của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam như thế nào khi họ đàn áp tự do báo chí, tự do biểu đạt tại Việt Nam. Đặc biệt cũng sẽ có những chính trị gia của Đức, những tổ chức quốc tế khác cũng đến tham dự và họ chứng kiến và họ sẽ có những lời phát biểu về vấn đề này." Sau nhiều lần tiếp xúc trực tiếp với nhân viên Facebook, nhà báo Lê Trung Khoa cho biết vấn đề hầu như không được giải quyết rốt ráo, vì thế ông nghĩ rằng cần phải tổ chức một cuộc biểu tình. Ông nói: "Tại trụ sở Facebook ở Berlin, tôi có nhiều lần đến làm việc, nhưng cách giải quyết và vấn đề của họ rất chậm chạp và đặc biệt là có thể họ né tránh về Việt Nam, cho nên họ không tích cực hợp tác với các blogger, những người viết khác trong và ngoài nước để giải tỏa chuyện bài viết của họ luôn luôn bị chính quyền Việt Nam yêu cầu xóa hoặc làm cho ít truy cập." Đây là hình ảnh luật sư Nguyễn Văn Đài phát biểu tại cuộc biểu tình. "Nhiều năm qua, chúng tôi đã liên tục có những trao đổi với tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, với Facebook và những tổ chức khác để họ tác động lên các công ty lớn như Google để họ có sự nhìn nhận đúng hơn và có thái độ rõ ràng hơn trước sức ép của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khi mà họ bắt buộc phải xóa những status của chúng tôi tại Việt Nam. Thì việc đó cũng có tác dụng rất nhiều trong thời gian vừa qua.
Cụ thể là sau khi làm việc xong, chúng tôi thấy khoảng 1 đến 2 năm vừa qua, tài khoản của tôi và những người khác mà chúng tôi đã làm việc với Facebook thì ít bị khóa hơn. Tức là Facebook đã biết chúng tôi lên tiếng, mà sự lên tiếng đó không chỉ có chúng tôi biết mà quốc tế cũng biết, Quốc hội Đức cũng biết, Nghị viện châu Âu cũng biết, và họ cũng đã trực tiếp gửi thư và trao đổi với Facebook để yêu cầu Facebook tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt của công dân sống tại Đức và châu Âu. Đó là những người viết và rất nhiều cộng tác viên của chúng tôi. Sau nhiều nỗ lực vận động, nhà báo Lê Trung Khoa hy vọng rằng sau cuộc biểu tình này thì chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn Facebook sẽ phải có những phản ứng, một thái độ cụ thể, rõ ràng và đúng hướng hơn với những người viết như chúng tôi. Bởi vì thông qua những bài báo, những bài viết của chúng tôi và những blogger trên trang Facebook và những người khác đã làm phong phú hơn cho mạng xã hội của Facebook. Qua đó họ cũng thu được rất nhiều tiền. Nhưng họ cũng phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt của công dân đang sống tại Đức cũng như tại châu Âu, kể cả tại Việt Nam. Và chắc chắn là Facebook phải trả lời trước công luận, trước truyền thông và báo chí quốc tế. Và hy vọng rằng Facebook cũng sẽ có thái độ tích cực và hợp tác hơn với những người viết trong và ngoài Việt Nam. Về dài hạn, nhà báo Lê Trung Khoa cho biết sẽ không dừng lại ở Berlin mà sẽ có những cuộc biểu tình được tổ chức thêm ở một số nước khác tại châu Âu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 9 năm 2021 với bản tin Berlin biểu tình cho quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam trước trụ sở của Facebook. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.